Chào mọi người có khỏe không? Bây giờ là buổi trưa ngày thứ hai, các vị dành tí xíu thời gian để chở Kasi và Khaoman đi thử COVID testing của bệnh viện Kaiser. Lý do mà gia đình mình đi thử COVID không phải là những triệu chứng của symptom của COVID, mà mình thử COVID để mình có kết quả negative, để mình có cái dentist appointment. Bởi vì bây giờ đó người ta yêu cầu mình phải có đi thử COVID với kết quả là negative để người ta có thể tiếp tục check up cho mình. Đó là cái yêu cầu cũng như là cái requirement của cái phòng nha khoa, ở bác sĩ nha khoa họ yêu cầu. Cho nên là gia đình mình bây giờ sẽ đi đến cái khu vực của bệnh viện Kaiser, và đến đó họ có những thủ tục như thế nào thì Cà Phi sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người nhé. Chào mọi người. Chào mọi người, bây giờ thì gia đình mình đã đến khu vực testing COVID của bệnh viện Kaiser. Thì rất là vui tự nhiên gặp lại cái cô y tá của bác sĩ của Khaoman và Kasi, cổ đang làm việc ở đây luôn. Tuy là bịt mặt, ba mẹ con đang bịt mặt mà cổ vẫn nhận ra, cổ nói ô vai. Nên cho cổ xem mấy cái thẻ của bệnh viện Kaiser thì cổ nhận ra Khaoman rồi Kasi. Bây giờ thì mình đang đợi đến phiên của mình vào đây ngày hôm nay thứ hai thì rất là ít xe mọi người ơi, có vi tới là vào luôn, không phải chờ trong cái line của mình. Bây giờ chỉ chờ một chiếc xe thôi, phía trước mình là đến 4 giờ chiều là cái hẹn của mình ở đây. Thì thủ tục họ làm rất là nhanh lẹ. Có khi đã đến đây một lần rồi, lần trước thì họ chỉ dùng cái Q-tip với mọi người, họ chỉ bỏ vào cái nose của mình, mỗi bên đó là 10 second, hai bên là chừng 20 second thôi là xong rồi. Thì họ lấy cái mẫu đó để đi thử coi mình có bị symptom gì không. Thì mình đi ở đây là vì mình không bị gì hết, nhưng mà mình có hẹn với nha khoa cho nên là mình cần phải đi, bởi vì cái độ an toàn mình không có, người ta cũng sợ là lây lan đó. Thì bây giờ nước Mỹ có vị thấy họ làm rất là nghiêm ngặt. Bây giờ nghe nói là đi ra sân bay là mọi người phải có cái kết quả thử không có COVID thì họ mới cho mình lên cái chuyến bay đó. Thì các vị nghĩ đây là cái cách tốt nhất để mình ngăn ngừa COVID với mọi người. Thì rất là thương những người y tá ở đây, họ họ mang che kín mặt mày hết rồi, bởi vì đây là những cái công việc rủi ro rất là cao. Bây giờ thì Coffee sẽ nói chuyện với cô y tá tiếp mọi người nhé. Thì Coffee mới nói chuyện với cô y tá, cổ đem ra cái sticker, cái information của mình, cái thông tin vào cái thẻ Kaiser của mình để không có bị nhầm lẫn bệnh nhân với không mọi người. Nếu mà không có cái sticker dán vào cái mẫu thử test của mình đó, thì đâu phải của mình đâu, đôi khi bị nhầm lẫn chứ. Cho nên họ rất là cẩn thận để những cái mẫu sticker ở ngoài xe. Mọi người thấy cái mẫu sticker tôi đang dán ở ngoài xe như thế này. Đó, đó là khu vực testing ở phía trước. Và đó. Chào mọi người, hy vọng mọi người an tâm hơn khi đi thử COVID. Rất là dễ dàng, không có gì phải đáng lo ngại hết. Chúc cho mọi người bình an nha. Take care mọi người. Bye.